Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 28 tháng 6 năm 2023. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Mưa lũ khiến 56 người chết và thiệt hại 10 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc lại sắp hứng bão. Tin bão mới nhất, bão Infa bồi thêm mưa lũ dọc phía đông Trung Quốc. Lũ lụt ở Trung Quốc, tỉnh Hà Nam oàn mình hứng chọn trận mưa lịch sử nghìn năm có một. Và còn rất nhiều tin tức nữa, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Còn ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mưa lũ hiện nay ở Trung Quốc đã khiến 56 người chết, thiệt hại 10 tỷ đô la Mỹ, Trung Quốc lại sắp hứng bão. Tại thành phố Trịnh Châu của Trung Quốc, thiệt hại kinh tế trực tiếp do mưa lũ gây ra đã lên tới 65,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương 10,12 tỷ đô la Mỹ. Hiện đã có ít nhất 56 người chết và tỉnh Hà Nam vẫn đang đếm số người thương vong. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin tính đến ngày 23 tháng 7, mưa lớn đã làm ngập lụt tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, khiến ít nhất 56 người chết và 495.000 người phải sơ tán tạm thời. Trong đó, riêng thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, ít nhất 51 người đã chết. Mưa lớn đã gây ra hư hại cho hơn 44.209 ha hoa màu tại thành phố này, gây ra tổn thất kinh tế trực tiếp khoảng 65,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương 10,12 tỷ đô la Mỹ theo đài CGTN. Theo hãng tin AFP, số người chết do mưa lũ ở Hà Nam có thể sẽ tăng thêm. Các quan chức tỉnh Hà Nam nói với phóng viên rằng tỉnh này vẫn đang đếm số người thương vong. Truyền thông Trung Quốc cho biết, nước này đã triển khai máy bay không người lái để hỗ trợ công tác liên lạc khẩn cấp và đánh giá thiệt hại ở những khu vực bị mưa lũ ảnh hưởng. Trung Quốc cũng đã triển khai 25.000 binh sĩ, cảnh sát vũ trang và dân quân tới hỗ trợ tỉnh Hà Nam. Họ đang chạy đua với thời gian để đưa người dân ra khỏi các khu vực bị ngập lụt. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng triển khai nhóm lính cứu hỏa thứ hai từ 8 tỉnh tới tham gia công tác cứu hộ. Trịnh Châu, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất do mưa lũ ở Hà Nam, đang tăng tốc đưa cuộc sống trở lại bình thường khi nước lũ ở một số nơi bắt đầu rút xuống. Nhiều công ty nước ngoài gồm nhà sản xuất ô tô Nissan của Nhật Bản có cơ sở sản xuất ở Trịnh Châu. Nissan cho biết đã khởi động lại hoạt động sản xuất tại nhà máy của họ ở thành phố này, theo hãng tin Kyodo. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, dự báo bão Infa sẽ đổ bộ vào Trung Quốc và tiếp tục gây mưa lớn cho nhiều khu vực của tỉnh Hà Nam trong những ngày tới. Cụ thể, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo bão Infa sẽ đổ bộ vào Chiết Giang, tỉnh ven biển phía đông Trung Quốc cuối tuần này, có thể mang tới lượng mưa lên đến 300mm ở một số khu vực phía đông Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7. Tin bão mới nhất, bão Infa bồi thêm mưa lũ dọc phía đông Trung Quốc. Tin bão mới nhất cho biết, bão Infa có thể gây ra những tác động thảm khốc dọc theo bờ biển phía đông Trung Quốc. Bão Infa hướng vào bờ biển phía đông của Trung Quốc vào sáng nay, giờ địa phương. Dự báo, bão Infa có thể tăng cấp, gây ra những tác động thảm khốc tiềm tàng cho khu vực, trong đó có thành phố Cảng Thượng Hải. Tin bão mới nhất sáng nay chỉ ra, bão Infa đang tác động ở phần cực nam của quần đảo Ryukyu của Nhật Bản. Cơn bão có sức gió duy trì trong 10 phút, khoảng 138 km/h, tương đương với cơn bão cấp 2 trong thang bão Saffir-Simpson. Bão Infa được dự báo mạnh lên khi di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc, nhưng có khả năng thay đổi khi gặp một số môi trường cản trở các hệ thống thời tiết nhiệt đới. Bão Infa sẽ di chuyển vào khu vực có gió đứt tăng vào cuối tuần này. Điều này khiến cơn bão không tăng cấp nhanh khi tiến vào phía đông Trung Quốc. Nhà khí tượng học Marie Gilbert của AccuWeather giải thích. Các nhà khí tượng học AccuWeather dự báo bão Infa sẽ tăng cấp lên tương đương bão cấp 3 ở lưu vực Đại Tây Dương và Đông Thái Bình Dương, với sức gió duy trì trong 10 phút là 156-181 km/h khi bão di chuyển qua phía đông bắc của Đài Loan, Trung Quốc. Infa có thể bắt đầu giảm cường độ gió vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau khi bão đi vào bờ biển tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc và bắt đầu tương tác với địa hình hiểm trở. Tuy nhiên, gió giật mạnh trong bão Infa có thể lên tới 160-190 km/h dọc theo và tại phía đông nơi mắt bão đổ bộ. Gió giật mạnh từ bão Infa có thể gây thiệt hại cho nhà cửa và cơ sở kinh doanh, làm đổ cây và mất điện. Ngoài ra, lũ lụt trên diện rộng có thể tàn phá khu vực này ở phía đông bắc Trung Quốc. Khi bão Infa đến bờ biển Trung Quốc, cơn bão đã được dự báo sẽ mất động lực di chuyển khi bão hoạt động ở khu vực bờ biển
bão Infa có thể kéo thêm hơi ẩm từ biển Hoa Đông vào đất liền Trung Quốc. Lượng hơi ẩm từ biển kết hợp với địa hình khu vực và sự tồn tại của cơn bão Infa tại đây trong vài ngày có thể gây mưa diện rộng từ 450mm đến 600mm dọc theo vùng ven biển của tỉnh Chiết Giang, AccuWeather cảnh báo. Nằm ở phía bắc nơi bão Infa dự kiến đổ bộ, thành phố Thượng Hải được dự báo đón lượng mưa lớn từ 300 đến 450mm, kèm theo gió giật từ 100 đến 130km. Những cơn gió mạnh nhất có nhiều khả năng xảy ra vào cuối ngày 25 tháng 7 và đầu ngày 26 tháng 7 trước khi bắt đầu giảm cường độ gió. Ngoài lượng mưa kỷ lục, gió mạnh ở phía bắc của Infa thổi vào bờ biển phía bắc của Chiết Giang có thể đẩy nước từ biển Hoa Đông vào đất liền, gây lũ lụt ven biển đáng kể và kéo dài. Nhà khí tượng học Jake Shojida của AccuWeather lưu ý nếu Infa dừng lại gần đó, lũ lụt ven biển quanh Thượng Hải và những thành phố lân cận có thể gây ra thiệt hại đáng kể. Theo Lloyd's List, các hoạt động nhận và giao container đã bị tạm dừng tại các cảng Thượng Hải và Ninh Ba để chuẩn bị đón bão Infa. Khi bão Infa tác động dọc bờ biển phía đông Trung Quốc vào đầu tuần tới, một khu vực áp cao sẽ phát triển xa hơn vào đất liền để cân bằng lượng khí áp thấp lên liên quan đến cơn bão. Khí áp cao này sẽ mang lại thời tiết khô ráo hơn cho tỉnh Hà Nam, nơi có lượng mưa lũ lịch sử hồi đầu tuần này. Theo dự báo thời tiết của AccuWeather ở khu vực Tây Thái Bình Dương, các nhà dự báo đang theo dõi chặt chẽ bão nhiệt đới Nepatak mới hình thành. Cơn bão mới nhất được dự báo sẽ hướng về Nhật Bản vào đầu tuần tới. Lũ lụt ở Trung Quốc, tỉnh Hà Nam Oan Minh hứng chọn trận mưa lịch sử nghìn năm có một. Trận mưa lịch sử trong 3 ngày qua đã khiến nhiều nơi ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc chìm trong biển nước. Đây được xem là hiện tượng hiếm đến mức chỉ xảy ra 1.000 năm. Những ngày gần đây, tỉnh Hà Nam đã phải hứng chịu một trong những trận lũ lụt kinh hoàng nhất ở Trung Quốc. Thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh này có lượng mưa lên tới 622,7mm chỉ trong 24 giờ, gần bằng lượng mưa trung bình cả năm là 640,8mm. Trong ảnh, các phương tiện bị mắc kẹt được nhìn thấy trên một con đường ngập trong biển nước sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu. Các nhà khí tượng cho biết hiện tượng mưa lớn vừa xảy ra ở tỉnh Hà Nam là kỷ lục kể từ khi các số liệu được ghi nhận cách đây 60 năm và là hiện tượng hiếm đến mức chỉ xảy ra một lần trong 1.000 năm. Nhiều tuyến đường ở thành phố Trịnh Châu bị bao phủ trong biển nước. Đến nay, mưa lớn và ngập lụt ở tỉnh Hà Nam đã gây tổn thất kinh tế trực tiếp khoảng 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương 4.342 tỷ đồng. Dự báo Trịnh Châu và nhiều địa phương khác ở Hà Nam có thể sẽ tiếp tục hứng chịu các đợt mưa lớn trong vài ngày tới. Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp địa phương, tổng cộng 376.000 người đã được sơ tán tới nơi an toàn, có 215.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Ảnh chụp từ trên cao cho thấy các khu vực bị ngập lụt sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Trận lũ lịch sử đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 8 người mất tích, trong đó có 12 hành khách tử vong trong toa tàu điện ngầm bị ngập nước ở Trịnh Châu. Những người bị mắc kẹt trong một toa tàu điện ngầm ngập nước của tuyến tàu ngầm số 5 Trịnh Châu khi chờ cứu hộ. Nhà chức trách tỉnh Hà Nam cho biết có hơn 3 triệu người đã bị ảnh hưởng do mưa lớn vài ngày qua. Các nhân viên cứu hộ đang sơ tán cư dân ở một số khu vực bị ngập úng tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam đã phát 2 báo động đỏ, cảnh báo có thể sẽ có một đợt mưa lớn khác ở các thành phố gồm Trịnh Châu, An Dương, Tiêu Tác, Tân Hương và 3 thành phố khác. Người dân lội trong nước ngập đến ngang lưng do mưa lớn ở thành phố Trịnh Châu. Mưa lũ cũng khiến Trịnh Châu bị mất điện, mất nước trên diện rộng. Nhiều bệnh viện phải sơ tán bệnh nhân. Tờ Nhân dân Nhật Báo đưa tin, bệnh viện Trịnh Châu có hơn 7.000 giường bệnh bị mất điện hoàn toàn. Cả nguồn điện dự phòng cũng bị cắt, khiến bệnh viện phải chạy đua tìm cách chuyển khoảng 600 bệnh nhân nặng đến các cơ sở khác. Các bệnh nhân của bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu đang chờ xe cứu thương để chuyển viện. Cuộc sống của hàng triệu người dân ở Hà Nam bị đảo lộn do mưa lớn bất thường. Một số con sông ở khu vực sông Hoàng Hà, nước dâng cao nhanh chóng. Đường xá ở hàng chục thành phố ven sông bị ngập lụt, khiến nhiều tài sản bị thiệt hại nặng nề. Một chiếc ô tô bị hư hỏng sau trận mưa lớn ở Gyeonggi. Nhiều công trình giao thông cũng bị hư hại. Dịch vụ đường sắt ngừng hoạt động, các chuyến bay bị hủy, nhiều trường học và bệnh viện bị cô lập do nước lũ. Một chiếc cầu bị hư hỏng do mưa lũ ở làng Gyeongmyeo ở Gyeonggi, tỉnh Hà Nam. Cư dân địa phương bắt đầu dọn dẹp bùn đất, kéo những chiếc xe bị mắc kẹt và giải phóng đồ đạc bị lũ lụt phá hủy. Người dân giữa những đống đổ nát sau trận mưa lớn ở thành phố Gyeonggi, tỉnh Hà Nam. Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, chính quyền Hà Nam đã cử nhiều lực lượng và phương tiện tham gia cứu hộ. Các gia đình nhỏ có con được đưa lên xuồng cứu hộ để đến điểm cư trú tạm thời ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Lực lượng cứu hộ sử dụng xuồng cứu hộ để sơ tán người dân gần Bệnh viện Tim mạch Trung ương Phu Wai ở huyện Jongmu của Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Thảm họa thiên nhiên đã gây thiệt hại cho nhiều bệnh viện ở Hà Nam.
các bệnh nhân và nhân viên y tế mắc kẹt bên trong đều phải chờ để được sơ tán. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu và sự can thiệp của con người có thể là nguyên nhân chính kích hoạt các trận mưa lớn dài kỷ lục gây lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi. Tình trạng trái đất nóng lên làm tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan là điều đã được Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc cảnh báo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.